Sunset Bay Triathlon đang nóng hơn bao giờ hết bởi sự góp mặt của đông đảo các vận động viên đến từ 18 quốc gia tham dự. Đặc biệt hơn nữa còn là sự hiện diện của những thành viên đội tuyển quốc gia 3 môn phối hợp, những người sẽ đại diện cho Việt Nam tham gia 3 môn phối hợp tại kỳ SEA Games 30 sắp tới. Khi mà Đại hội Thể thao Đông Nam Á đang cận kề, thì Sunset Bay Triathlon chính là bước đệm quan trọng để các vận động viên hướng tới thành tích tốt tại SEA Games trên đất Philippines. Có mặt tại Tuần Châu ít giờ trước thời điểm thi đấu, tất cả các thành viên trong đội cũng đã kịp khám phá đường bơi, đường chạy, cũng như test đường đua xe đạp trước khi nghỉ ngơi để sẵn sàng cho buổi thi đấu sẽ được diễn ra vào lúc 12h45 phút ngày 9 tháng 11. Tại Sunset Bay Triathlon 2019, các vận động viên có thời gian tối đa là 60 phút để hoàn thành phần bơi, 2h50 phút kể từ khi xuất phát bơi để hoàn thành phần bơi và đạp xe, và 4h30 phút kể từ khi xuất phát bơi để hoàn thành toàn bộ cuộc thi.